Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em My nha. Sẽ có một số hoa giấy siêu bông muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi chào My. Dạ em chào anh Thái, mến chào quý chú anh chị đang theo dõi kênh Thái cũng như là đang xem clip của em ha. Thì trước hết anh cũng xin chân thành cảm ơn quý chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi ha. Thì số điện thoại của em là 0907426576, địa chỉ nhà vườn của em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Rất mong clip hôm nay được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị ha. Em sẽ lên mã đầu tiên ha quý chú anh chị, mã số 1. Cẩm thạch tím siêu bông của anh chị em. Tán em đo đây là 70 ha. Chiều cao là 1 mét ha của chú anh chị. Hoành cỏ em đo đây là hoành 22 ha. Sổ đế cao à. Sổ đế cây này là 50 heo của chú anh chị. Thì mã số 1 này em xin giao lưu với mức giá là 600 heo của chú anh chị. 600 cho mã số 1. Em đã bao phí ship rồi heo của chú anh chị. Em lên cho mình mã số 2. Cây nhiều màu của anh chị em. Tán em đo đây là 74. Chiều cao là 75. Hoành đo đây là hoành 14 heo của chú anh chị. Thì mã số 2 em xin giao lưu với mức giá là 360 ha. Gồm có hồng gân, trắng mã lai và tím mã lai của anh chị em. Dạ, 360 cho mã số 2. Em lên cho mình mã số 3. Cây hai màu. Tán em đo đây là 54. Chiều cao ở đây là 66. Hoành em đo đây là hoành 14 heo của chú anh chị. Mã số 3 thì em xin giao lưu với mức giá là 280 ha. 280 cho mã số 3. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Tím bướm và trắng mã lai của anh chị em. Dạ. Cây rực rỡ bông à. Em lên cho mình mã số 4. Tán em đo ở đây là 565 ha của chú. Chiều cao là 69. Hoành cỏ em đeo đó đây là một hoành 14 ha. Thì mã số 4 em xin giao lưu với mức giá là 360 luôn ha. 360 cho mã số 4. Trắng mã lai và tím bướm anh chị em. Em lên cho mình mã số 5. Ok, hồng gân à. Tán em đó đây là 62. Chiều cao là 85. Hoành cỏ là 13. Thì mã số 5 em xin giao lưu với mức giá là 280 ha. 280 cho cây hồng răng. Em lên cho mình mã số 6. Đang phun bông. Tán em đo đây là 78. Chiều cao là 65. Hoành cổ là 15. Mã số 6 em xin giao lưu với mức giá là 280 ha. Em đã bao phí ship rồi ha. Gồm có tím tiết và tím mã lai của anh chị em. Em lên cho mình mã số 7. Ba màu lửa. Chiều cao em ô tán em đo là 63. Chiều cao là 66. Hoành là hoành 14. Thì mã số 7 này em xin vô lưu mức giá là 280 luôn heo của chú anh chị. 280 cho mã số 7. Em lên cho mình mã số 8. Cây nhiều màu quý anh chị em. Đang rực rỡ bông à. Tán em đo đây là 66. Chiều cao là 73. Hoành em đo đây là hoành 24 heo của chú anh chị. Mã số 8 này em xin giao lưu mức giá là 430 heo của chú anh chị. Gồm có tím bướm, hồng gân, đỏ lửa, cam lửa. Bốn màu. Em lên cho mình mã số 9. Cây ba màu anh chị em. Bốn màu. Hồng gân, trắng mã lai, tím bướm và tím pháp à. Tán em đo đây là 69. Chiều cao là 75. Hoành em đo đây là hoành 16 ha. Thì mã số 9 này em xin giao lưu với mức giá là 320 heo của chú anh chị. 320 cho mã số 9. Em lên cho mình mã số 10. Cây nhiều màu quý anh chị em. Tán em đo ở đây là 62. Chiều cao là 78. Hoành em đo đây là hoành 17 heo của chú anh chị. Cây số 10 này em xin giao lưu với mức giá là 370 ha. Em đã bao phí ship cho mình rồi ha. Còn có tím pháp, tím bướm, hồng gân, đỏ lửa, cam lửa quý anh chị em. Em lên cho mình mã 11. Tán em đo đây là 71. Chiều cao là 76.
Hoành em đo đây là hoành 19 ha. Mã 11 này em xin giao lưu với mức giá là 280 heo của chú anh chị. 280 cho mã 11. Gồm hai màu, cẩm thạch tím và cẩm thạch hồng của anh chị em. Em lên cho mình mã 12. Cây ghép nhiều màu luôn. Tán em đo đây là 57. Chiều cao là 62. Hoành em đo đây là hoành 18 ha. Thì mã 12 này em xin giao lưu với mức giá là 370 heo của chú anh chị. Gồm có trắng malai, hồng gân, ruby tím lửa, tím bướm, cam lửa. Em lên cho mình mã 13. Ok, hồng gân đang phun bông. Tán là 53. Chiều cao là 1m02. Hoành em đó đây là hoành 14 ha. Thì mã 13 này em xin giao lưu với mức giá là 280 heo của chú anh chị. 280 cho mã 13. Em lên cho mình mã 14. Tiếp tục là cây nhiều màu quý anh em. Tán em đo đây là 67. Chiều cao là 83. Hoành em đo đây là hoành 17 heo của chú anh chị. Thì mã 13 này em xin giao lưu với mức giá là 370 ha. Đỏ lửa, cam lửa, tím bướm của anh chị em. Dạ. Em lên cho mình mã 14. Tán em đo đây là 53. Chiều cao là 70. Hoành em đo đây là hoành 13. Thì mã 14 này em xin giao lưu với mức giá là 260 ha. Cây 3 màu, tím bướm, tím pháp và trắng malai. Em lên cho mình mã 15. Một cây Alisa của anh chị em. Tán em đo đây là 63. Chiều cao là 75. Hoành em đó đây là hoành 15 heo của chú anh chị. Mã 15 em xin giao lưu với mức giá là 360 ha. Phùm rất là tròn. 360 cho mã 15. Em lên cho mình mã 16. Cây nhiều màu anh chị em. Tán em đo ở đây là 46. Chiều cao là 89. Hoành em đo ở đây là hoành 16 ha. Mã 16 em xin giao lưu với mức giá là 360 heo của chú anh chị. Tím bướm trắng malai, cam lửa anh chị em. 360 cho mã 16. Em lên cho mình mã 17. Phùm phải nói cây này tuyệt vời luôn. Rất là tròn và đẹp á. Tán là 64. Chiều cao là 79. Tím bướm à. Hoành em đo đây là hoành 16 ha. Thì mã 17 này em xin giao lưu với mức giá là 370 heo của chú anh chị. 370 cho mã 17. Em lên cho mình mã 18. Tiếp tục là tím bướm à. Không thấy lá luôn. Tán em đo đây là 75. Chiều cao là 82. Hoành em đo đây là hoành 18 ha. Mã 18 này em xin giao lưu với mức giá là 280 heo của chú anh chị. Em lên cho mình mã 19. Cẩm thạch tím siêu bồng của anh chị em. Tán em đo đây là 70. Chiều cao là 74. Hoành em đo đây là hoành 18 ha. Mã 19 em xin giao lưu mức giá là 450 heo của chú anh chị. 450 cho mã 19 em đã bao ship cho mình rồi ha. Em lên cho mình mã 20. Cây tím bướm à. Mã 20 là mã cuối clip heo của chú anh chị. Tán em đo đây là 66. Chiều cao em đo đây là 90. Quỳnh cổ ở đây là 16 ha. Thì mã 20 này em xin giao lưu với mức giá là 430 heo của chú anh chị. 430 cho mã 20. Em đã bao phí ship cho mình luôn rồi ha. Vậy rồi cuối clip thì em cảm ơn anh Thái. Em cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua ha. Hẹn quý cô chú anh chị vào những clip tiếp theo ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất là nhiều ha. Hẹn gặp lại vào clip tiếp theo của nhà vườn nha.